Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái dung dịch bảo dưỡng lại giày sau khi được làm sạch. Đây là dung dịch Sonat của Đức. Mình cũng giới thiệu thêm một chút xíu là dung dịch này không những mà bảo dưỡng cho bề mặt da của giày mà ngay cả da của túi xách, nội thất xe hơi hoặc là ghế sofa, những cái chất liệu mà da tương đối là cao cấp một chút. Thì giày mà sau khi các bạn làm sạch đó thì nó thường có một cái cảm giác là nó hơi khô một chút, thì cái dung dịch này nó sẽ giúp đôi giày của mình mềm mại hơn, giống như là cái lúc mà các bạn mua ban đầu vậy đó. Không những như vậy thì dung dịch này còn kéo dài tuổi thọ của cái bề mặt da của đôi giày của mình. Mình đã sử dụng cái dung dịch này trên nhiều cái chất liệu da khác nhau và những cái hiệu giày khác nhau thì mình thấy là nó rất là hiệu quả. Có thể là các bạn nhìn clip thì các bạn sẽ không có cảm nhận được rõ, nhưng mà khi mà các bạn rờ bằng tay, bằng cảm nhận bằng mắt mà trực tiếp của mình á, thì mình sẽ thấy được cái hiệu quả rất là rõ ràng khi mà trước và sau khi dùng cái dung dịch này mà mình dưỡng lên cái đôi giày của mình. Thì cái việc mà dưỡng đôi giày thì cũng rất là đơn giản, thì các bạn nhìn qua sơ qua cái clip là các bạn có thể là nắm được cái cách làm sạch, cái cách dưỡng của cái dung dịch này rồi. Hiện nay thì dung dịch này có bán tại cái cơ sở của bên mình, các bạn có muốn thì các bạn có thể liên hệ qua cái số hotline trên cái clip này hoặc là trên cái địa chỉ bên mình để hoặc gọi vào bên mình để mình hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Bên mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm khác về làm sạch, về những cái chất liệu giày bằng da lộn hoặc là những cái bên trong, như làm sạch những cái bên trong của đôi giày của mình mà thường là mình thấy những cái bạn giày sử dụng giày thì rất là quan tâm đến cái việc mà làm sạch bên trong của đôi giày. Ở ngoài thì đơn giản quá rồi, nhưng mà vấn đề là làm sạch bên trong làm sao mà cho nó hiệu quả mà loại bỏ được cái mùi hôi của đôi giày của mình, đó là một cái công việc cũng không là đơn giản đâu các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.